Mến Trang nha, mình tiếp tục quay trở lại cho đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Và một clip mới nhất hôm nay là buổi trưa nha các nhà nha. Hôm nay là buổi trưa của ngày 20 tháng 9. Thì đến với clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có sưu tầm được một số tượng rất là nét, rất là đẹp, quay lên để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Hôm nay là có những tượng nha các nhà ha, những tượng về Công giáo rất là đẹp sẽ có trong video ngày hôm nay nha. Bên cạnh đó là cũng có một số mẫu mẫu tượng Quan Âm rồi Thích Ca Liên Hoa sẽ có trực tiếp trong video hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình nha. Hôm nay có một số tượng là thiên thần nè, rất là đẹp, một số tượng bên Công giáo rất là hay sẽ có trong video hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình nha. Thì mình xem được thì nhớ cho em xin một like cả nhà nha. Các bạn nhớ thấy ngón tay em đưa lên ha, các bạn cho em xin một like giùm em nha. Và bạn nào thấy chữ đăng ký thì nhớ nhấp vô chữ đăng ký giùm em ha. Để hàng ngày thì sẽ lên những sản phẩm thì các bạn cũng thể xem được nha. Nhớ cho em xin một like giùm em nha. Một like ha. Để mình đón xem các sản phẩm tiếp theo bên em nha. Mình có like, có đăng ký thì tự động mình sẽ xem được các video tiếp theo bên em luôn nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm để giới thiệu và giao lưu cùng mình ha. Rồi đi vào mã số 1 trong ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình có một tượng chiến binh thiên thần nha các nhà ha. Hôm nay em có sưu tầm được đủ 3 tượng luôn nha, 3 tượng chiến binh. Đó, tổng lãnh thiên thần ha. Đây cả nhà mình xem, một tay thì cầm giáp, một tay thì cầm cầm giáo đây ha. Rồi một đôi cánh nè, tổng trọng lượng của tác phẩm này là 3,5 kg nha các nhà ha. Tổng lãnh thiên thần nha. Hôm nay có sưu tầm được 3 mẫu cực kỳ đẹp sẽ có trong video ngày hôm nay để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mẫu thứ nhất, là mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Đây mình cùng xem nha, tổng lãnh thiên thần ha. Qua chiều cao tổng thể là tầm khoảng là gần 30 cm, 29,5, bề ngang tổng thể tầm khoảng là 13 cm. Và tác phẩm này mã số 1 có trong video ngày hôm nay, và mã số 1 trong video ngày hôm nay bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 2.400.000 nha. 2.400.000 cho mã số 1 có trong video ngày hôm nay ha. Đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 cũng là một tượng thiên thần nữa đây cả nhà mình xem nha. Một tay thì cầm đuốc đó, một tay cầm ngọn đuốc ha, tay thì cầm giáo. Đây là mã số 2 trong video hôm nay luôn nha. Đây là mã số 2, cả nhà mình cùng xem ha. Và tác phẩm này hôm nay là bên em cũng có giá giao luôn cả nhà mình là 2.4 triệu luôn nha. 2.4 triệu cho tượng này luôn ha. Tượng này là mã số 2 trong video hôm nay. Đây cả nhà mình cùng xem đây, một số mẫu tượng này cực kỳ đẹp nha cả nhà ha. Để mình cùng xem ha. Đây là mã số 2. Tượng này có tổng trọng lượng là 3 kg giùm em nha. Tượng này là 3 kg ha. Và chiều cao của tượng này rơi vào khoảng là chiều cao tổng thể là khoảng là 34 cm ha. Bề ngang sải cánh là khoảng là 18 cm. Đó, một tay thì cầm giáo nè, bên đây thì cầm giáp nha. Đây cả nhà mình xem ha. Rất là đẹp. Đây là mã số 2 trong video hôm nay. Mã số 2 này cũng có giá giao lưu với cả nhà mình. Tượng này là hai tượng này cũng có giá giao lưu với mình là 2.400.000 luôn ha. Mã số 2 ở trong video hôm nay nha. Tiếp theo mã số 3 cũng là một thiên thần luôn nha. Đó, một bộ 3 tượng. Đây là màu tượng thứ 3. Đây cả nhà mình xem ha, tượng này tổng trọng lượng khoảng 3,5 kg em nha. 3,5 kg ha. Một tay cầm kiếm, một tay cầm giáp nữa này. Chất liệu bằng đồng. Quá nét cho những mẫu như thế này nha các nhà ha. Thì mình cùng xem nha. Đó, đây là mã số 3 có trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 35,5. Bề ngang tổng thể tầm khoảng là 21 cm. Đó, đây cả nhà mình xem ha. Và tượng này hôm nay bên em có giá giao cho cả nhà mình 2,3 triệu nha. 2,3 triệu cho tượng như thế này. Đó, cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp giúp em ha. Đây là mã số 3 trong video hôm nay nha. Tiếp theo mã số 4 mà bên em giới thiệu cả nhà mình, đây là một thiên thần hộ mệnh. Đó, tác phẩm thiên thần hộ mệnh ha. Bên Công giáo nha. Đó, tác phẩm thiên thần hộ mệnh, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha. Tổng trọng lượng của tượng này là 5 kg nha. Tượng này là 5 kg. Thiên thần hộ mệnh. Thì xem không rõ là cần thêm thông tin, cả nhà có thể kết bạn Zalo bên em nha. Bên em gửi thêm thông tin cho mình ha. Xem được thì nhớ cho em xin một like giúp em nha. Là ngón tay đưa lên em ha. Ngón tay đưa lên ha. Bạn nào chưa đăng ký kênh bấm vô chữ đăng ký giúp em nha. Để mình thấy chữ đăng ký nên bấm vào giúp em luôn ha. Để mình có tương tác qua lại với nhau xem mình xem cho nó vui nha. Tượng này chiều cao là 30 cm em ha. Và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 10-17. Đây cả nhà mình xem ha. Thiên thần hộ mệnh, đây là một những tác phẩm cũng rất là hay. Và tượng này hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000. Bên em hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Thiên thần hộ mệnh của ngày hôm nay nha. Ở đây là tác phẩm mã số 4 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình ha. Mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5 là một cũng là một tượng bên Công giáo luôn nha. Tượng mẹ xòe tay nè. Đó, hôm nay là có rất nhiều mẫu tượng Công giáo đẹp để giới thiệu của mình ha. Tượng mẹ xòe tay. Tượng này tổng trọng lượng là 3 kg giùm em ha. 3 kg và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 29 cm. Bề ngang là 13.
Và tượng này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng như thế này. Đó, tượng này thì có giá giao lưu với tượng này bên em có giá giao lưu với mình là 1.700.000 ha. 1.700.000. Đó, 1.700.000 cho mã số 5 có trong video hôm nay nha. Đây là mã số 5 ha. Rồi, thế là mã số 6. Mã số 6 cũng là một tượng về bên bên Công giáo luôn ha. Gia đình Chúa. Đây cả nhà mình cùng xem nha, một những tác phẩm rất là hay. Gia đình Chúa tổng trọng lượng là tới 6 kg nha cả nhà nha. 6 kg ha. Đó, một những tác phẩm cũng rất là đẹp sẽ có trong video ngày hôm nay. Mà bên đồ cổ Cần Thơ với của em giới thiệu cùng mình ha. Đây quay một chồng cho mình xem ha. Đó, quá đẹp cho tượng này luôn nha. Và tượng này hôm nay bên em cũng có giá giao luôn cả nhà mình là 2.800.000 ha. Rất là nét nha, nét từng chi tiết bằng đồng mà đẹp như thế này ít có lắm nha cả nhà ha. Đây là một những tượng mà bên em cũng tuyển chọn rất là tỉ mỉ để giới thiệu của mình nha. 2.800.000 ha. 2.800.000 cho tác phẩm mã số 6 có trong video hôm nay. Rồi, thứ hai mã số 7. Mã số 7 là một siêu phẩm. Đó. Mã số 7 ha. Mã số 7 là một những tác phẩm rất là đẹp sẽ có trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Rồi, đây là mã số 7 có trong video hôm nay. Đây là một tác phẩm bên đạo Công giáo nha cả nhà ha. Đây hình ảnh là mẹ sầu bi nha. Hồi nãy là cầm một cái dòng hoa nữa này. Hồi nãy là Chúa ha. Phía sau là một cái cây thánh giá rất là to. To khủng sẽ có trong video hôm nay nha. Tượng này rất là to, tổng trọng lượng là 10 kg em ha. Đây quay một vòng cho mình xem nha. Một trong những tác phẩm kinh điển luôn á. Tượng này rất là đẹp. Bỏ qua tượng này thì rất là tiếc nha cả nhà nha. Đây cả nhà cùng xem ha. Đó, mẹ sầu bi. Phía sau là ảnh một cây thánh giá rất là lớn. Tác phẩm này là 10 kg em nha. Rồi, chiều cao tổng thể nha. Chiều cao tổng thể là 41 cm. Rồi, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 28. Và tượng này có giá giao luôn cả nhà 3.800.000. 3.800.000 ha cho một tác phẩm bên đạo Công giáo của ngày hôm nay nha. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp giúp em ha. Đây là mã số 7 ở bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Mã số 7. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 trong video hôm nay là một sản phẩm rất là đẹp. Đây cho anh em xem ha, mã số 8. Đó, mã số 8 là nữ thần Công Lý. Tượng này rất là to nha cả nhà ha. Tượng này đây cả nhà xem, em để trên cái bàn quay cho mình xem luôn nè. Nữ thần Công Lý tổng trọng lượng là 12 kg. Mặt dưới là đá giùm em nha, còn tượng là tượng đồng ha. Rất là nét, rất là đẹp, nữ thần Công Lý nha. Ở dưới này có hình ảnh con rắn ở dưới chân nữa nè cả nhà xem ha. Rất đẹp cho tượng này nha. Tượng này thì khỏi phải chê rồi ha, khỏi phải bàn cãi ha. Đang ngồi trên quả địa cầu nè, tượng này rất là to. Rất là đẹp, rất là nét, nữ thần Công Lý ha. Một những tượng rất là đẹp. Và chiều cao tổng thể em đo cho cả nhà xem ha. Chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 45,5. Rồi, bề ngang thân ha. Bề ngang mặt đá là tầm khoảng là 28, còn bề ngang thân là tầm khoảng là 19 cm ha, gần 20 cm. Tượng này hôm nay có giá giao luôn cả nhà mình là 4.500.000. 4.500.000 em nha. Đây là mã số 8. Và bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay ha. Đây là mã số 8. Đó, quá đẹp cho tượng này luôn nha cả nhà nha. Mã số 8 ha. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cái những tượng cũng rất là đẹp về bên đạo Công giáo luôn nha. Rồi, Đức Mẹ Về Trời. Đây, một cái những tượng rất là đẹp. Em để xa ra quay cho mình xem rõ tượng này luôn ha. Đây cả nhà xem, tượng rất là cao to. Tượng này về trọng lượng ha là khoảng là 7 kg. Tượng này 7.5 kg, 7.5 kg cả nhà ha. Đức Mẹ Về Trời. Đây cả nhà xem ha. Em quay kỹ cho mình xem rõ mấy tượng này nha. Những tượng này rất là nét, rất là đẹp. Và tượng này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một tượng này rất là to ha. Rất là to, rất là đẹp đây. Rồi, chiều cao là khoảng là 51 cm em nha. Bề ngang ha, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 18. Chất liệu bằng đồng. Một những tượng rất là đẹp. Và tượng này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 3.800.000 nha. 3.800.000 ha. Cho mã số 9 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình ha. Mã số 9. Rồi, thứ hai mã số 10. Mã số 10 trong ngày hôm nay là một cái cây thánh giá. Đó, một cái cây thánh giá cho mã số 10 ha. Rồi, mã số 10 này là cái cây thánh giá này về trọng lượng ha. Về trọng lượng của cây thánh giá là tầm khoảng là 1.8 kg nha cả nhà nha.
cây thánh giá đồng ha, 1,8 kg giùm em nha. Và chiều cao này, rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 42,5 và bề ngang ha, bề ngang tổng thể là 19, chất liệu đồng. Và cây thánh giá này hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái cây thánh giá như thế này ha, là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu ha, cho mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11, 11 là một tượng chúa giang tay, 11 là tác phẩm chúa giang tay, đây cả nhà mình xem ha. Tổng trọng lượng của tác phẩm chúa giang tay là 3,5 kg. Đó, hình ảnh chúa giang tay đây cả nhà mình xem ha, quá nét cho tượng này luôn nha, tượng này rất là đẹp, để em quay gần cho mình xem ha. Rồi chiều cao ha, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là gần 30 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 18, chất liệu đồng. Và tượng chúa giang tay của ngày hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình tượng này ha, tượng này là 1,900,000, 1,900,000 bên em hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. Đây là mã số 11. Rồi 12 là một tác phẩm gia đình chúa. Đó để các anh em xem ha, 12 là một tác phẩm gia đình chúa nha. Đó, 12 là một tác phẩm gia đình chúa rất là đẹp, tổng trọng lượng của tác phẩm này là 5 kg ha. 5 kg cho tác phẩm gia đình chúa. Để em quay một vòng cho mình xem. Đây các anh em xem ha, chiều cao tổng thể là 32. Bề ngang ha, bề ngang tổng thể là 21. Chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm gia đình chúa của ngày hôm nay, đó bên em có giá giao luôn cả nhà mình là tượng này là 2,800,000, bên em hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. 2,800,000 cho tác phẩm gia đình chúa ha, gia đình chúa của ngày hôm nay nha. Em quay một vòng cho mình xem, chất liệu bằng đồng, cực kỳ nét, cực kỳ đẹp. Ở đây là mã số 12 có trong video hôm nay. Và mã số 13 là một chúa chịu nạn. Đó, tác phẩm chúa chịu nạn, đây cả nhà xem ha. Đây, chúa chịu nạn. Một những tác phẩm cũng rất là đẹp nha. Đây là mã số 13 và chiều cao tổng thể của mã số 13 này rơi vào khoảng là 25 cm. Bề ngang ha, bề ngang là khoảng là 13. Và tác phẩm chúa chịu nạn của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1,700,000. 1,700,000 ha cho mã số 13, chúa chịu nạn. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 là chúa kể chuyện. Đó, một những tác phẩm rất là hay nha, chúa kể chuyện cho mã số 14 có trong video ngày hôm nay ha. Rồi tác phẩm chúa kể chuyện tổng trọng lượng là tầm khoảng là 3 kg. Và chiều cao ha, chiều cao tổng thể là 18 cm, bề ngang tổng thể là khoảng là 16, chất liệu đồng. Và tác phẩm chúa kể chuyện mã số 14 trong video ngày hôm nay có giá giao được cái nhà 1,700,000 ha, bên em bao luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. Đó, một những tác phẩm cũng rất là đẹp ha. Rồi đây là mã số 14. Rồi 15 là một quyển sách chúa, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha, một quyển sách mở ra, hình ảnh trên đây là gia đình chúa này. Và chiều cao tổng thể ha là khoảng là 15, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 22, chất liệu bằng đồng. Đây mã số 15 cái trong video hôm nay. Và mã số 15 này hôm nay bên em có giá giao được cả nhà 1,700,000 luôn nha, 1,700,000 luôn ha cho tượng này. Đây là mã số 15. Và mã số 16 cũng là một tác phẩm chúa kể chuyện ha. Đó, tác phẩm chúa kể chuyện của ngày hôm nay này. Đó, mình cùng xem nha, chúa kể chuyện ha, tổng trọng lượng là tầm khoảng là 2,2 kg. Và chiều cao tổng thể ha, rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là gần 20 cm nha, bề ngang là khoảng là 15. Và có giá giao lưu cả nhà mình tác phẩm chúa kể chuyện của ngày hôm nay, tác phẩm này ha. Đó, đây là mã số 16, có giá giao lưu mình 1,700,000, hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Và mã số 17, chúa dựa tường. Đó, một trong những tác phẩm cũng rất là hay bên đạo Công giáo ha, chúa dựa tường. Đây, tổng trọng lượng là tầm khoảng là 2,2 kg. Và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 20 cm, rồi chiều cao là 13. Và cũng có giá giao luôn cả nhà mình tác phẩm chúa dựa tường như thế này là 1,700,000, bên em hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc nha. Đây là mã số 17 ha, 17 có trong video ngày hôm nay. Rồi 18 hôm nay là bên em còn được một tượng mẹ Quan Âm nha. 18 ha, có một tượng mẹ Quan Âm chất liệu đồng. Tượng này đây, em quay cho kỹ cho cả nhà mình cùng xem ha. Tượng này về trọng lượng tầm gần 10 kg cả nhà ha, khoảng 9,5 kg, 10 kg.
đó, một hiện tượng rất là đẹp. Và chiều cao của mã số 18 ngày hôm nay là 244 cm, bề ngang ha, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 30 chất liệu bằng đồng. Và tượng này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình 3.900.000, 3.900.000 hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha, 3.900.000 ha, cho một tượng mèo quan âm. Đó, phía trên là phía sau là một cái hào quang này cả nhà mình xem ha. Trên đây là có bình cam lộ, đây là mã số 18 tượng mèo quan âm. Rồi mã số 19, 19 là một tượng ca liên hoa. Mã số 19 là thích ca liên hoa em ha. Một tượng này cũng rất là đẹp nha, thích ca liên hoa, chất liệu vận động. Thích ca liên hoa tổng trọng lượng là tầm khoảng là 12 kg rưỡi. Đó, một những tượng cũng rất là hay nha. Thích ca liên hoa. Và chiều cao này, chiều cao tổng thể là 42 cm, bề ngang, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 31. Và tượng này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, một tượng thích ca liên hoa của ngày hôm nay sẽ có giá giao lưu với mình là 4.800.000. Đây là mã số 19 có trong video hôm nay nha, thích ca liên hoa, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem diện của tượng ha. Và mã số cuối cùng là mã số 20. Trong một clip ngày hôm nay là bên em giới thiệu với cả nhà mình một tượng tượng mẹ rất là to. Ở mã số 20 nha. Tượng này để em để xa ra quay cho mình xem ha, mã số 20. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Đó. Tượng này về trọng lượng ha, về trọng lượng là tầm khoảng là 8 kg, gần 9 kg thôi cả nhà mình. Nhưng mà tượng này là tượng to nha, tượng này nó rỗng thôi chứ không đặt hết 100% ha. Đó, tượng mẹ xè tay, quá đẹp cho tượng này luôn nha. Và chiều cao, và chiều cao là tới là 58-59 cm, bề ngang của tượng này tầm khoảng là 24, chất liệu bằng đồng. Và tượng này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình ha, tượng mẹ lớn như thế này là 5 triệu đồng nha, 5 triệu đồng ha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo ha, với những sản phẩm đẹp độc lạ hơn nha. Xem được thì nhớ cho em xin một like cả nhà nha, và bấm vào chữ đăng ký kênh nha, để mình đón xem tập tiếp theo bên em ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.